Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tạng luật Nam Truyền Đại phẩm Mahavagga Tập 2 Nguyên bản Pali Tỳ khưu Indachanda Nguyệt Thiên Dịch Kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Đấng Chánh Biến Tri Chương 5 Chương Gia Thú Chamakandakun Một Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn Ngự tại thành Rajagaha Dương Xá Trên núi Gichihakuta Linh Thứ vào lúc bấy giờ Đức Vua Seniya Bimbisara Bình Sa Vương Xứ Magadha Ma Kiệt Đà Cai trị Vương Quốc bằng quyền thống lãnh tối cao trong 80.000 ngôi làng. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Champa, con trai nhà đại phú tên Sona Kolivisa là người có dốc dáng mảnh mai. Ở các lòng hai bàn chân của vị đó có lông mọc. Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha sau khi cho triệu tập 80.000 người trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó rồi đã sai sứ giả đi đến gặp sona colivisa nói rằng sona hãy đến trẫm muốn sona đến khi ấy cha mẹ của sona colivisa đã nói với sona colivisa điều này này sona yêu quý đức vua muốn xem hai bàn chân của con này sona yêu quý con chớ có duỗi thẳng hai bàn chân về hướng đức vua con hãy ngồi kiết già phía trước đức vua đức vua sẽ thấy được hai bàn chân của con trong tư thế ngồi rồi họ đã đưa sona kolivisa đi bằng kiệu sau đó sona kolivisa đã đi đến gặp đức vua seniya bimbisara xứ magadha sau khi đến đã cung kính chào đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, rồi đã ngồi kiết già phía trước đức vua. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nhìn thấy lông mọc ở các lòng hai bàn chân của Sona Kolivisa. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã giảng giải về các điều lợi ích trong thời hiện tại đến 80.000 người trưởng làng ấy, rồi khuyến khích rằng Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta giảng giải về các điều lợi ích trong thời hiện tại. Giờ hãy đi và ngồi quanh Đức Thế Tôn. Ngài sẽ giảng giải cho chúng ta về các điều lợi ích trong thời vị lai. Sau đó, 80.000 người trưởng làng ấy đã đi đến núi Gichihakuta. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Sagata là thị giả của Đức Thế Tôn. Khi ấy, 80 ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến gặp Đại đức Sagata. Sau khi đến, đã nói với Đại đức Sagata điều này. Thưa ngài, 80 ngàn người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu chúng tôi có thể diện kiến Đức Thế Tôn. Này quý vị, nếu vậy thì các vị hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, chờ tôi báo cho Đức Thế Tôn biết. Sau đó, Đại đức Sagata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước 80.000 người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn, rồi đã hiện ra ở trước Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, 80.000 người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn bạch ngài giờ đây xin đức thế tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy này sagata nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá bạch ngài xin dân đại đức sagata nghe theo đức thế tôn đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất ở trước đức thế tôn và hiện ra ở bậc cấp trước 80.000 người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá. Sau đó, Đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được sắp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi ấy, 80.000 người trưởng làng ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Sau đó, 80.000 người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính Đại Đức Sagata, còn Đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 80.000 người trưởng làng ấy, nên đã bảo Đại Đức Sagata rằng Này Sagata, nếu vậy thì người hãy phô bày sự diệu kỳ của thần thông là Pháp Thượng Nhân với nhiều hình thức hơn nữa bạch ngài sinh dân rồi đại đức sagata nghe theo đức thế tôn đã bay lên không trung đi qua lại ở khoảng không trên bầu trời rồi đứng lại ngồi xuống nằm xuống phun khói phát sáng rồi biến mất sau đó khi đã phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân bằng nhiều hình thức ở khoảng không trên bầu trời đại đức sagata đã đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn rồi nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi, tôi là người đệ tử. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi, tôi là người đệ tử. Khi ấy, 80.000 người trưởng làng ấy nghĩ rằng, thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay. Bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế này, đại oai lực như thế này, ác hẳn vị đạo sư sẽ còn hơn thế nữa. Rồi đã hướng tâm đến chính Đức Thế Tôn, còn Đại Đức Sagata thì không được như thế. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 80.000 người trưởng làng ấy, rồi đã thuyết pháp theo thứ lớp. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng dễ uống nắng, không còn chướng ngại hướng thượng, tĩnh lặng, ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt đạo Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ Có thể nhuộm màu một cách toàn dạng. Tương tự như thế Ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần Không vết nhơ Đã sanh khởi đến 80.000 người trưởng làng ấy Điều gì có bản tánh được sanh lên Toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt Sau đó khi đã thấy được Pháp Đã thành tựu được Pháp đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Những người ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài thật là tuyệt vời! Bạch Ngài thật là tuyệt vời! Bạch Ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại mở ra vật đã bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc lối đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng tương tự như thế pháp đã được đức thế tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện bạch ngài chúng con đây xin quy y đức thế tôn giáo pháp và hội chúng tỳ khưu xin đức thế tôn chấp nhận chúng con là những nam cư sĩ đã được quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời hai khi ấy sona colivisa đã khởi ý điều này theo như ta hiểu về pháp đã được đức thế tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, 80.000 người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 80.000 người trưởng làng ra đi không lâu. Sona Kolivisa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Sona Kolivisa đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ, trọn vẹn hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy cho con xuất gia rồi Sona Kolivisa đã được xuất gia với Đức Thế Tôn và đã được tu lên bậc trên. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại Đức Sona sống ở khu rừng Sita. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực cao, các bàn chân đã bị rắc. Đường kinh hành trở nên giấy đầy máu như là chỗ giết trâu bò. Sau đó, Đại đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Ta là một trong số các vị đệ tử của Đức Thế Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực cao nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báo hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báo khi ấy sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại đức sona rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra tương tự như thế đức thế tôn đã biến mất tại núi gichihakuta và hiện ra ở khu rừng sita sau đó, trong khi cùng với nhiều vị tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú ngụ, Đức Thế Tôn đã đi đến đường kinh hành của Đại Đức Sô Na. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của Đại Đức Sô Na bị giấy đầy máu. Sau khi nhìn thấy, đã nói với các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, đường kinh hành này của vị nào lại bị giấy đầy máu giống như là chỗ giết trâu bò vậy? bạch ngài đại đức sona trong khi đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực cao nên hai bàn chân đã bị rách đường kinh hành bị giấy đầy máu này là của vị ấy giống như là chỗ giết trâu bò vậy sau đó đức thế tôn đã đi đến trú xá của đại đức sona sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn đại đức sona đã đảnh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Sô Na đang ngồi một bên điều này. Này Sô Na, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi? Ta là một trong số các vị đệ tử của Đức Thế Tôn, sống có sự tinh tấn nỗ lực cao, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báo hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báo bạch thế tôn đúng vậy này sona ngươi nghĩ thế nào về điều này có phải trước đây khi còn là kẻ tại gia ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn tỳ bà Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? Khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là căng thẳng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này? khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là quá trùng phải chăng vào lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng bạch ngài điều ấy không đúng này sona ngươi nghĩ thế nào về điều này khi những sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi không là căng thẳng và cũng không quá trùng được đặt vào đúng vị thế phải chăng vào lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng. Bạch Ngài, đúng vậy. Này Sona, cũng tương tự như thế, sự tinh tấn nỗ lực cao đưa đến sự loạn động. Sự tinh tấn quá uể oải đưa đến sự biến nhát. Này Sona, do đó ở đây người phải xác định mức đều đều trong sự tinh tấn phải hiểu rõ được sự cân bằng của các quyền indriya và vào lúc ấy người phải nắm giữ ấn chứng. Bạch Ngài xin dân. Đại đức Sona đã trả lời đức Thế Tôn. Sau đó, khi đã giáo huấn cho đại đức Sona bằng lời giáo huấn ấy, rồi giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế tại khu rừng Sita, Đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt Đại Đức Sona rồi hiện ra ở núi Gichi-Hakuta. Sau đó, Đại Đức Sona đã xác định mức đều đều trong sự tinh tấn, hiểu rõ được sự cân bằng của các quyền Intriya và vào lúc ấy đã nắm giữ được ấn chứng. Khi ấy, Đại Đức Sona đã tách riêng một mình và sống không lười biếng, nỗ lực, quyết tâm nên chẳng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này đã tự mình nhận thức, chứng đạt và an trú vào thắng trí. Mục đích tối thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Vì ấy biết rằng sự tái sanh đã cạn kiệt phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Và trong số các vị A-La-Hán có thêm một vị nữa là Đại Đức Sô-Na.